Wow, từ bên chánh điện á, chúng ta có thể nhìn ngắm qua tượng Phật lớn. Rất là rõ. Cần thơ gạo trắng nước trong, bao cô thơm nở môi hồng có duyên. Trúc lâm thiền viện trang nghiêm, Ninh Kiều làm dáng hoa duyên đợi chờ. Nhớ mãi người đẹp Tây Đô, khi nào dừng gót sông hồ cầu hôn. Còn gì? Tinh vi Nghi à? Nghi gì nghe không? mi dài đúng không ạ? Nghe không? Các bạn cho tên là sư sẽ là một cái bài thơ ngay lập tức. Mỹ Mỹ Mèo đúng không? Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn trở lại với kênh của Túc Thịnh nha. Hiện tại thì bọn mình đang lang thang trên đường Khe Sanh, Đà Lạt. Mi quay trên cao kìa Mi. Đó, trước mặt chúng ta quý anh chị các bạn thấy không? Đó là thị trấn Đà Lạt View nha. Ở phía bên đây nè. Giống như là Bạch Dinh vậy Mi. Đẹp thế không? Wow. Cái biệt thự này đẹp quá anh chị các bạn. Quán cà phê á. À, nếu mà vô quán cà phê này thì bãi đậu xe ở bên đây nè. Trước mặt mình là cái gì đây? Khu du lịch nghỉ dưỡng Minh Tâm. À, đậu xe ở bên đây. À, vườn hoa Minh Tâm đó. Đẹp ha. Đây là đoạn đường đèo Mimosa nha quý anh chị và các bạn. À, mình sẽ đi quay cho quý anh chị và các bạn cùng xem trên đoạn Mimosa này hiện tại có những cái điểm du lịch gì và nó đẹp như thế nào. Wow, ở đây là cái gì nè? Cái nhà trắng này nè, khách sạn nữa. Đẹp ha. Ờ, tới chùa Quan Âm rồi. Đây là một cái con hẻm nhỏ để chạy vào chùa Quan Âm. Ở đây có nhiều cái khách sạn này mình liên tục. Mình quay ghê nhẹ lên trên, thấy những cái ngôi nhà ở trên đồi á, đẹp ha. Rồi trở lại về đường đi. Anh chị và các bạn đến Đà Lạt thì phải tập làm quen chạy với những cái con dốc này. Mỗi ngôi nhà ở đây đều có những cái con dốc đó. Mình chạy hôm gài cũng từng lễ rồi, cũng quen sơ sơ với những con dốc này. Hôm nay thì bây giờ thì mời quý anh chị và các bạn cùng tham quan chùa Quan Âm nha. Đây là một cái ngôi chùa ở Đà Lạt nhưng mà ít người biết đến lắm, du khách rất là ít du khách biết đến. Chỉ có những cái người dân Đà Lạt thì họ mới biết và họ thường đi chùa thôi. Ê, thấy là kẻ thấy kẻ quay. Anh chị và các bạn thấy tượng Phật từ xa xa chưa? Đặc biệt chùa Quan Âm này có một cái tượng Phật rất là độc lạ đi. Ừ, đẹp quá à. Không có, mình không hiểu là theo phong cách gì luôn.
từ xa xa là thấy tượng Phật đẹp lắm. Có du khách biết đường đến đây nè. Rồi, có lẽ là mình để xe ở đây. Mình xin quay chi tiết hơn về cái cổng rào của chùa Quan Âm. Hiện tại thì cũng có du khách đến tham quan. Đứng ở vị trí này thì chúng ta cũng thấy, có thể thấy là tượng Quan Âm rất là rõ. Bây giờ mời quý anh chị và các bạn cùng tham quan sâu bên trong nhé. Chúng ta sẽ đi vào sâu hơn. Ngôi chùa có một nét hoài cổ, cái không gian ở đây rất là thanh tịnh. Rồi bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ đi theo lối này. Không khí ở Đà Lạt hơi lạnh quý anh chị và các bạn ơi. Nếu tay mình có hơi run á thì cũng thông cảm giùm cái video nha. Tại vì mình thấy cảm giác là khá là lạnh luôn. Mà mình không có mang bao tay giữ ấm nữa. Khu vực này là giống như là không gian trà đạo á mi. Đây quý anh chị và các bạn, đây là không gian trà đạo nha. Wow. Đi tham quan lên đến cả. Dạ vâng. Qua sư chị cũng đi rồi. Dạ. Còn qua kia đi lên tầng 2 có tượng gỗ, rồi bắt đầu mình lên nữa nó bắt đầu cái tượng ngồi kìa. Dạ. Chú đang chỉ đường cho mình lên tượng Phật lớn. Tại đây là khu vực chánh điện quý anh chị và các bạn. Bây giờ mời quý anh chị và các bạn cùng vào tham quan chánh điện nha. Dạ. Để lên được chánh điện thì chúng ta sẽ đi lên cái cầu thang này.
Wow, từ bên chánh điện á, chúng ta có thể nhìn ngắm qua tượng Phật lớn. Rất là rõ. Nơi đây thì mình thấy có nhiều cái bàn và ghế á, có thể là nơi nhà ăn hoặc là dạy học quý anh chị và các bạn. Để anh đi coi. Đúng cái tâm trạng hồi nhỏ con đi học quá, bị thầy dạ. Đọc mấy cái bài thơ học đường đó biết không? Tuổi dạ. Thơ rồi đó biết không? Giờ thầy đọc cho nghe nè nghe. Cần Thơ gạo trắng nước trong, bao cô thơm nở môi hồng có duyên. Trúc lâm thiền viện trang nghiêm, Ninh Kiều làm dáng hoa viên đợi chờ. Nhớ mãi người đẹp Tây Đô, khi nào dừng gót sông hồ cầu hôn. Dạ yeah, thầy làm hơn hay quá. Dạ Tây phải. Đúng không? Bên Ninh Kiều đúng không? Nè, dạ. Ngồi đây đi nè. Ngồi đi mi. Thầy viết nhiều lắm. Bà nãy bà tên Sương thầy nói Sương sáng suốt sang sẻ sống sung sướng, bà nó sống quá tên con xuống thử cục kẻ bà xuống về đựng tâm. Đây giờ thầy viết cái này nữa nè, thầy viết thơ rất là nhanh. Mỹ quốc xa hoa đầy tán lợi, cảnh quan dân thắng đợi nhất nhì đúng không? Bên kia đại dương xa dịu dợi, văn minh bao người muốn sang đi. Cảm xúc cũng chẳng muốn giết chi, danh lợi trần gian lắm người mê. Có không không có tan và hợp, thảnh thơi dưới mắt ta tư duy. Đúng không? Đây, chuyện nói về miền Tây nữa nè. Phủ Long hai tiếng thân yêu, cò bay thẳng cánh nắng chiều ruộng quen. Mai sau thành đạt trở về, nước non ngàn dặm câu thời năm xưa. Ghê viên Phủ Lan thân như đúng không? Nói tên ra biết cái tên là tên gì? Tên gì? Tên Vi. Vi à? Vi gì nghe không? Vi dài đúng không? Nghe không? Các bạn cho tên là sư sẽ làm một cái bài thơ ngay lập tức. Mi Mỹ Mèo đúng không? Môi mềm mỏng đúng không? Mỹ mèo biết gì không? Đẹp. Mỹ là đẹp thấy không? Nói thêm câu nữa mà duyên dáng dịu dàng mong bền lâu đúng không? Dạ. Tên gì? Dạ con tên Thịnh. Thịnh nghe không? Dạ. Bèo bên nó con tên Bèo, Bèo bền bồng trên sân nước, sống hiền lương có phước Phật thương bên nó cúng quá, cúng thiện cục kẻ. Nó không có kẻ thì 50 nhiều lắm. Thầy mua viết thì nghe không? Nghe không? Thịnh tâm tốt thiện từ nghe trí tuệ thông thái nghe không
chuyến này là chỉ tệ thông thái thờ Thế Tôn. Dạ. Ông Phật có biết không? Dạ. Thờ Thế Tôn là Phật. Rồi con cảm ơn. Đây là lối để lên được tượng Quan Âm quý anh chị các bạn. Wow. Khi mà đi lên tới đây thì thấy tượng Quan Âm rất là lớn quý anh chị và các bạn. Nếu anh chị và các bạn nào đã từng đi tượng Phật nằm lớn nhất miền Tây ở Sóc Trăng thì có thể so sánh tượng Phật Quan Âm này to khoảng đó quý anh chị các bạn, rất là lớn nha, lại gần thì camera không có bao quát hết, phải đứng từ xa xa. Và tượng Phật Quan Âm ở đây mình thấy có một cái nét rất là lạ, chưa từng thấy của những ngôi chùa nào giống như vậy. Trên đây chúng ta cũng có thể quay về cái con đường lối vào mà khi nãy chúng ta vào quý anh chị và bạn. Nó là một cái con dốc rất là đẹp. Và ở trên có những cái ngôi nhà ven đồi rất là đẹp luôn. Để mình sẽ đi một vòng sau lưng tượng Quan Âm để cho quý anh chị và các bạn cùng ngắm cảnh xung quanh nha. Mình thích Đà Lạt ở chỗ đó là nhìn những cái ngôi nhà ven đồi quý anh chị các bạn, nó rất là đẹp. Wow. Nhưng mà anh chị các bạn có thấy mây đen đang bao phủ không? Mình sẽ cố gắng mình quay cho nhanh, trời sắp mưa nữa rồi. Nhìn về hướng này rất là đẹp. Có lẽ là khi mà bao đen, khi mà mây bao phủ đen trên bầu trời á, thì những cái hình ảnh này nó sẽ thấy tối hơn, nó sẽ không đẹp bằng những cái ngày nắng đẹp quý anh chị các bạn. Cho nên những cái ngày tháng mà nắng đẹp quý anh chị các bạn mình lên đây á thì sẽ rất là đẹp lắm. Và đã đến lúc bọn mình phải rời đi. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã đồng hành cùng với mình trong video này nhé. Bye bye và xin hẹn gặp lại.